vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển dành tặng món quà đặc biệt cho con gái nhân dịp sinh nhật. Nhân dịp sinh nhật tròn 5 tuổi, bé Anna, con gái của Khánh Thi và Phan Hiển, được bố mẹ tặng món quà đặc biệt. Chuyện tình lệch tuổi kéo dài hơn một thập kỷ của Khánh Thi và Phan Hiển được nhiều người ngưỡng mộ. Dù đang mang bầu 6 tháng nhưng Khánh Thi vẫn tất bật với công việc. Đợt vừa rồi cô còn dẫn đoàn Dancepop Việt Nam tham gia SEA Games 2023 tại Campuchia. Đến mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Khánh Thi cho biết hôm nay ngày 13 tháng 6 là sinh nhật tròn 5 tuổi của cô con gái nhỏ Anna. Nhân dịp này, nữ kiện tướng Dancepop cùng chồng tổ chức chuyến đi du lịch châu Âu cho cả nhà trước khi cô hạ sinh em bé. Đăng tải hình ảnh ngồi trên máy bay, Khánh Thi viết, sinh nhật mợ chảnh Anna tròn 5 tuổi. Chị Thi và anh Hiển tặng chuyến du lịch châu Ân cùng anh Kubi trước khi mẹ sinh em bé. Phan Hiển cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này kèm dòng trạng thái hài hước, chuyến này ba Hiển sẽ mệt lắm đây. Khánh Thi và Phan Hiển đã có hơn 13 năm yêu nhau. Chuyện tình cặp đôi bước sang trang mới bằng một đám cưới viên mãn hồi tháng 12 năm 2022. Tô điểm thêm hạnh phúc cho mái ấm nhỏ chính là hai nhóc tỳ đáng yêu, gồm một bé gái tên Anna này vừa tròn 5 tuổi, bé trai tên Kubin hơn 8 tuổi. Hiện tại, Khánh Thi đang mang bầu được 6 tháng. Sắp tới, gia đình của nữ kiện tướng sẽ chào đón thành viên thứ 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.